Ngày 17 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện về việc tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân trên hai tàu cá bị chìm tại khu vực đảo Sông Tử Tây. Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, vào khoảng 1 giờ ngày 17 tháng 10, tàu QNA 90927TS bị sóng đánh chìm tại khu vực cách Tây Bắc đảo Sông Tử Tây khoảng 135 hải lý. 37 ngư dân đã được tàu QNA 91782TS cứu vớt. Hiện còn một ngư dân đang mất tích. Trước đó khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, tàu QNA 90129TS bị chìm do lốc xoáy tại khu vực cách đông bắc đảo Sông Tử Tây khoảng 120 hải lý. 40 ngư dân đã được các tàu ngoài hiện trường cứu nạn an toàn, hiện còn 14 ngư dân đang mất tích. Để khẩn trương, kịp thời tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các ngư dân trên hai tàu cá trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành khu vực miền Trung tập trung triển khai các nhiệm vụ. Cụ thể, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, khẩn trương triển khai nhanh nhất các biện pháp tìm kiếm cứu nạn các ngư dân mất tích. 14 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10, ông Phan Trinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Tam Giang đã liên hệ qua ICOM với ông Phan Văn Bảo, thuyền trưởng tàu QNA 91892, tham gia ứng cứu tàu gặp nạn. Ông Phan Văn Bảo cho biết, hiện tại, gió tại khu vực bị nạn khoảng cấp 3, cấp 4. Do ngâm mình dưới nước biển nên sức khỏe của các ngư dân vẫn còn yếu, tinh thần chưa ổn định, chỉ ăn được cháo. Do tàu QNA 91892 đã đông thuyền viên nên đã chuyển hai thuyền viên của tàu QNA 90927TS sang các thuyền chung nghiệp đoàn. Theo ông Bảo, hiện đang liên hệ với các tàu thuộc cảnh sát biển, hải quân để đưa các ngư dân bị nạn về đất liền. Theo thông tin từ các phương tiện cứu hộ ở hiện trường, do sức khỏe yếu nên hai ngư dân ngụ xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã tử vong. Cụ thể, sau khi hai ngư dân này được các tàu cá vớt lên sơ cấp cứu, nhưng do ngâm mình dưới nước lạnh quá lâu, sức khỏe suy kiệt nên đã tử vong. Hiện thi thể hai ngư dân đang được bảo quản để đợi tàu cứu hộ đưa vào bờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, trong ngày 17 tháng 10, tàu cá QNA 90129TS bị lốc xoáy đánh chìm và QNA 90927TS bị sóng đánh chìm trên biển. Chiều ngày 17 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, các lực lượng tìm kiếm các ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa tại Sở Chỉ huy Tiền Phương, đóng tại đồn cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thông tin về hai vụ tai nạn trên biển, trong đó đã cứu được 80 ngư dân. Tuy nhiên có 2 người đã tử vong, hiện vẫn còn 13 người mất tích. Theo Đại tá Trần Tiến Hiền, hiện 4 tàu của lực lượng cảnh sát biển, hải quân, kiểm ngư đang đến khu vực tàu gặp nạn để tham gia tìm kiếm. Dự kiến khoảng 22 giờ tối nay sẽ đến địa điểm tàu chìm. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, 4 tàu được điều động phải làm sao nhanh nhất tiếp cận vị trí tàu của ngư dân gặp nạn. Các lực lượng tìm kiếm cũng cần đánh giá dòng hải lưu, tính vận tốc trôi khi ngư dân ôm phao, vật liệu nổi ra sao để tổ chức tìm kiếm. Để ứng cứu các ngư dân mất tích, lực lượng chức năng cũng như các tàu ngư dân đang hành nghề trên biển cần tận dụng thời gian vàng. Trong đêm nay cần tiếp cận được vị trí xảy ra tai nạn, cố gắng để tìm 13 ngư dân mất tích. Vì theo đánh giá của địa phương, tỷ lệ sinh tồn của ngư dân đến khoảng 12 giờ ngày mai, tức ngày 18 tháng 10. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bằng mọi cách phải cứu được các ngư dân mất tích, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt dự án xây dựng hạ tầng khu tái định canh cho các hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án hồ chứa nước Ta Huét, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng với diện tích 28,9 ha, kinh phí thực hiện 30 tỷ đồng, triển khai trong năm 2023 đến năm 2024. Cụ thể, dự án sẽ xây dựng một hồ chứa nước rộng 1 ha, chiều dài đập nước 114 m, cùng nhiều hệ thống dẫn nước để cấp nước cho khu tái định canh. Hệ thống giao thông của dự án sẽ được xây mới với chiều dài 1.150 m, kết cấu bê tông xi măng dày 18 cm, nền đường rộng 6 m, mặt đường rộng 3,5 m. Bên cạnh đó là hệ thống điện trung thế nổi 3 pha 22 kV có chiều dài 1.274 m và điện hạ thế 3 pha với chiều dài 1.352 m cũng được xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu sản xuất sinh hoạt của người dân.
Ngoài ra, để chuẩn bị mặt bằng cho các hộ dân đến tái định canh, cơ quan chức năng sẽ tiến hành san ủi các vị trí cục bộ để tạo mặt bằng, chiều sâu cày xới trung bình 60cm. Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khởi tố đối với 3 cán bộ liên quan đến vụ sập ta luy trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng làm 2 người tử vong. Vụ việc cũng được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn chiều ngày 17 tháng 10. Cụ thể, 3 người bị khởi tố cho tại ngoại bao gồm Mạc Phương Hải, sinh năm 1984, Trần Quốc Hà, sinh năm 1996, cùng là cán bộ Phòng Quản lý Đô thị thành phố Đà Lạt, Võ Khánh Toàn, sinh năm 1984, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường 10, thành phố Đà Lạt. Theo điều tra ban đầu, ngày 17 tháng 4 năm 2023, hai ông Hải và Hà phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 10 tiến hành kiểm tra công trình xây dựng tại địa chỉ 36 Hoàng Hoa Thám, phường 10. Quá trình kiểm tra, đoàn đã không đối chiếu hồ sơ thiết kế thi công thực tế, giấy phép xây dựng. Cả 3 cán bộ trên đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Kiểm tra nhưng không phát hiện vi phạm, đình chỉ thi công, dẫn tới xảy ra sự cố sập ta luy khiến 2 người tử vong. Một số người khác bị thương, nhiều công trình xung quanh bị sập, hư hỏng nặng. Ngày 17 tháng 10, Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chăn nuôi Hùng Hải, tổ chức lễ khánh thành trang trại chăn nuôi heo thịt tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Trang trại có diện tích khu đất 4,8 ha, quy mô 8 dãy chuồng, công suất 10.000 con heo thịt, chuồng kính, thiết bị cho ăn tự động, điều kiện môi trường cách ly tốt, có nhiều thuận lợi trong kiểm soát dịch bệnh. Trang trại bắt đầu nuôi heo con giống có trọng lượng 15-20kg để cung ứng cho thị trường Tết Giáp Thìn 2024 của thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm đầu tiên, trang trại sẽ nuôi được sản lượng heo thịt đạt hơn 18.000 con. Kể từ năm thứ hai trở đi, đạt gần 28.000 con. Trang trại này cách nhà máy giết mổ, nhà máy thức ăn, trại heo giống Đồng Hiệp, trại Phước Long khoảng 100km, sẽ trở thành chuỗi an toàn thực phẩm, có nhiều thuận lợi trong quá trình vận chuyển con giống, thức ăn và heo thịt về nhà máy giết mổ, cung cấp thị trường tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Giá vàng thế giới vẫn trên đà giảm, kéo giá vàng SJC tiếp tục giảm về 70 triệu đồng một lượng, thậm chí có doanh nghiệp niêm yết dưới 70 triệu đồng một lượng. Ghi nhận vào khoảng 15 giờ 20 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Phú Quý tiếp tục giảm giá vàng SJC 250.000 đồng chiều mua và 150.000 đồng chiều bán so với hôm trước, xuống còn 69,25 triệu đồng một lượng mua vào và 70,15 triệu đồng một lượng bán ra. Còn tiệm vàng Mi Hồng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh báo giá vàng SJC ở mức 69,45 triệu đồng một lượng mua vào và 69,85 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 100.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty SJC giao dịch vàng SJC ở mức 69,3 triệu đồng một lượng mua vào và 70,02 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 300.000 đồng cả hai chiều mua và bán. Trên thị trường vàng thế giới, sau khi chốt phiên tại sàn New York đêm ngày 16 tháng 10, giảm 12,8 đô la Mỹ một ounce về 1.919,7 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều ngày 17 tháng 10 theo giờ Việt Nam tiếp tục giảm còn 1.919,2 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 57 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 13,2 triệu đồng một lượng. Giới chuyên gia quốc tế nhận định, nguyên nhân khiến giá vàng thế giới hạ nhiệt là vì các nhà đầu tư ngắn hạn bán vàng để chốt lời sau đợt tăng mạnh hơn 5% trước đó. Ngoài ra, giá vàng giảm còn do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh. Hiện lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 4,7%, cách chỉ 0,1 điểm phần trăm so với mức đỉnh 16 năm được thiết lập vào đầu tháng 10 năm 2023, ở mức 4,8%.